chào các bạn. Hôm nay lễ 30 tháng 4, gia đình Ken đi một cái nơi gần thôi, đó là khu rừng Xác Cần Giờ và đi tham quan đảo khỉ đấy các bạn ạ. Đây, mình đang trên đường đi, vừa mới đi qua phà xong. Đi cũng rất là xa, từ nhà mà đến đây chắc phải hết 1 tiếng rưỡi đấy các bạn ạ. Từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà đến đây hết 1 tiếng rưỡi. Đi khu du lịch Cần Giờ thì cũng đi xa, gần bằng đi Vũng Tàu luôn đấy các bạn. Đi mãi mà chưa tới. Quá. 35.000 vé người lớn và 20.000 vé trẻ con. Gia đình Ken đang chờ phà để mình đi vào trong khu Cần Sát. Đây một cái cano này là được 8 người. Đó. Bây giờ chúng mình ngồi đây mình chờ đi nha. Rồi, mình đã lên cano rồi các bạn ơi. Đây, bây giờ đang đi vào trong khu rừng Xác đây. Thích không Ken? Ken thích không? Ken lần đầu tiên đi cano. Đây. Giải trí rồi đó nha, xem phim đó nha. Đó, bây giờ mình đi tham quan ở trong này nha. Đấy, ủa đi đây cái đường này gập ghềnh lắm này. Bạn nào mà đi vô đây mình đi giày có gót là mệt đó nha. Đi giày đi, dép lê cũng được. Vào trong này thì rất là mát, không có nắng. Đó. Đây hầu như là nhà sàn các bạn ạ. Ở dưới này thì không có nước, không biết bình thường nó có nước không, nhưng mà đây giờ nó khô này. Khô cạn luôn á. Đây là khu rừng Xác Cần Giờ. Chiến đấu. Heo có lắc đâu. Thôi mẹ dắt nè. Con đi con nhìn đường nha. Không biết chui chân trong đó là con cá sấu nó lôi chân đi luôn á. Nha. Đó, đi từ từ thôi. Các bạn ơi. Đây là cái nơi mà các cái chú đặc công đã nấu nước mặn thành nước ngọt. Đó, đây toàn nước mặn thôi.
cho nên là phải vừa có nước ngọt thì mới sinh hoạt được. Ở đây quanh năm là không có nước ngọt để sinh hoạt, cho nên là các chú ấy phải có một cái cách để mà nấu nước ngọt, à nấu nước mặn thành nước ngọt. À, vô đây coi nha. Ở đây là khu vực thôi, trong này thì người ta bán nước uống này. Cái này cái đừng sờ sờ cho nó. Cái này đừng sờ cho nó kia. Nó. Đấy. Xưa là cứ nóng nực quá cởi trần vậy đó. Này, bát đĩa còn nguyên si luôn này. Cái gì còn nguyên si luôn á. Không biết là có phục chế lại không. Xưa thì nước ngọt rất là hiếm, cho nên là mọi cái nguồn nước ngọt rất là quý hiếm này. Đây là cái mô hình hứng nước mưa này các bạn này. Đấy. Mưa xong rồi nó chảy vô cái bồn này và sử dụng. Đó. Có mưa cái là phải hứng nước mưa để xài dần. Kem đây. Kem đang đi rừng sát, cần giờ. Cần giờ. Tí nữa Ken xem con monkey. Đây là con cá sấu. Đây là con cá sấu. Chúng mình đi nha. Chúng mình đi nha. Công xưởng. Ở đây thì các chú bộ đội đặc công cưa bom này các bạn này. Người ta mô phỏng lại. Đấy. Cưa bom này nghe không? Đây thì còn có rất là nhiều quả bom ở trong này, vô coi nha. Cái gì chỉ bên thay thôi. Không có thể chốt được gì. Đấy. Kíp phèn chua. Bom mìn này, đầu đạn này. Đấy. Bom mìn đựng đạn luôn. Treo lủng lẳng luôn. Đây là lò rèn mô phỏng lại hình ảnh các chú đặc công đang làm việc. Đây là rèn ra cái đầu đạn hay gì đây này. Đấy. Búa này làm việc hoàn toàn là thô sơ hết đấy. Ở đây có một cái công nghệ được cải tiến đặc biệt, được các cái chú đặc công phát hiện ra và nghiên cứu, đó là ngòi nổ hẹn giờ bằng phèn chua. Nghe hết hồn không? Bằng phèn chua nha các bạn. Kê nè, kê. Ai đi? Hả? Ai đi? Chú đấy. Chú đặc công. Xoa tay chú cá. Không ai liều như các chú bộ đội đặc công mình luôn. Cưa bom. Thấy không? Cưa bom để lấy thuốc súng đấy các bạn. Đấy. Thời nay mà cưa bom là chết đấy nha. Đấy, các bạn thấy có đáng nể không? Các chú bộ đội đặc công của chúng ta ngày xưa rất là vất vả, rất là giỏi luôn. Bây giờ thì thật là ngưỡng mộ quá. Sống trong cái cuộc sống khắc nghiệt, gian khổ như thế này
mà vẫn hoạt động và đánh thắng giặc. Thế mới là giỏi. Con này con đứng gì cả đây nào. Già thế. Chú Tùy thì nhìn thấy không? Ừ. Thì chú Tùy thì nhìn. Chú đâu? À, chú chụp hình hả? Quay. Chú Tùy thì. Ừ. Ngã nha Ken. Đi hậu trường này xem này. Tàu chiến và máy bay Mỹ đã rắp vào chiến khu rừng sắt, nào bom, nào đạn pháo và cả những cuộc nổ bộ lính đồ binh với nhiều người lớn dẫn. Đây là khu hội trường này các bạn. Hội trường này là họp hành rồi hội nghị ở đây. Ken nhà mệt quá rồi, ngồi chờ cano về này, nằm chờ cano về này. Đi về đi. Đi về đây, đi về trong khu đảo khỉ chúng mình chơi tiếp nè. Ôi, mệt quá. Giờ đi qua đảo khỉ nha Ken. Đi đi qua con monkey nhé, nhé. Ok. Hả? À, đi qua monkey nha.